Rồi, máy nói cho bãi tân bình xin chào bà con nha bà con. Đó, bữa nay nhỏ nó dọn không có kẹp nha bà con, nó dọn chỉ được 3 cái máy rồi. 4 cái rồi, một cái đầu tiên là nhanh 3120 và được 3 con Rubin E15, EH15, EH25. 8 ngựa rưỡi cò OHB ha. Đó. Thì trước mắt là mình lên cho bà con một con Yanma đi. Yanma đầu bạc nè, dòng võng gà nổi tiếng khách hỏi quá trời luôn, mà lâu lâu về được con hai con ha. Đó. Con này á là cò OHB. Nó Yanma GX120 GA120. Nó chụp giật ghim ha, áo ghim luôn ha, bóng giận luôn. Con này là 4 ngựa. Ha, dòng tua của nó là 2000, là có thẳng tua nhanh ha. Lộn có cốt truyền của tua chậm. Nó khóa xăng ha, cái này là con tắt đường, con tắt là kèm khóa xăng luôn nè. Nó cái bình xăng này thì bên ngoài nó hơi xấu nên máy nổi chứ phải thanh bình có sơn lại ha. Nào nói có sơn là nó có sơn. Thì không có giống giếm bà con cái gì chứ, còn bên trong thùng xăng này rất là đẹp ha. Nó bên ngoài nó xấu nên mình sơn lại, còn cái thùng xăng ở trong rất là đẹp. Con này đặc biệt là đồ đạc của nó là zin hết ha. Nó lóc cộng chưa rã cáp chưa bung, đồ zin 100% ha. Con này là cốt truyền tua chậm, Yanma đầu bạc. Còn của nó là còn OHV, Boe bô lửa, đồ đạc là zin hết ha. Bình xăng là Mikini Modern da băng nè. Đó, con này là cực kỳ là lại. Nó lại được nhiều cái đặc điểm. Ít nhất là nhạy chạy, thứ hai là độ bền cao, thứ ba là tiết kiệm xăng, thứ tư là rất là bền luôn. Đó, mình giới thiệu thêm về cái bằng cương vị bên bán máy cho mình, máy nổi bãi tân bình ha. Thì mình bán máy cho bà con, thứ nhất á là bà con mua máy bên máy nổi bãi tân bình là không có cọc, đặc biệt là mình không lấy cọc. Đó, trừ dòng máy lớn á, máy lớn là dòng máy mà nặng từ 20-30 kg á, thì cậu bán 25-30 kg trở lên thì mình mới lấy cọc, còn dưới 20-30 kg thì không lấy cọc cho bà con một đồng bạc nào hết. Là do nguyên nhân ở chỗ á là máy nặng thì tiền phí nó cao. Đó, thì bà con mình á thông cảm, mình mà lấy cọc chứ lấy cọc thì bà con nhiều khi bà con về bà con nhầm người á, thì nói chung ra là mua bán với bà con cũng có người này người kia ha, mình không có gặp chung vô được, người này nhầm người thì rất là im luôn. Nó thì máy nổi cho bãi tân bình á, cũng nói thêm đặc biệt là bà con mua máy mà máy nổi cho bãi tân bình là không có cọc, được kiểm tra hàng trước khi thanh toán luôn. Đó, bà con nhận máy cái bơ dao bà con lật ra coi có đồ zin không, đúng đồ zin không, và coi máy móc có gã gáp, có bung, có tháo ra, có sấy nồng đun dên, có tâm bạc gì có làm chưa. Đó, nếu mà có làm thì con trả máy gì cho máy nổi cho bãi tân bình đi, đừng có lấy ha. Còn con có IC zin bình xăng, con zin cò này kia, nói chung là đồ đạc nó zin không. Đó, zin là đồ đạc giống như là IC bình xăng con, boe bô lửa, bình xăng lớn chụp giật máy đồ ha, máy móc đồ ha, chứ còn ống xăng đồ thì khóa xăng rồi, mấy cái đó mình không có nói tới nha bà con, bởi vì cái đó nó hầu hư thì mình phải thay vô ha. Đó, đồ đạc là nguyên zin máu như gáp chuông, đặc biệt bảo hành cho bà con 6 tháng. Nó chứ phải đâu bảo hành, vừa bảo hành cho bà con mình 6 tháng xài trong thời gian dùng 6 tháng luôn. Nó cho bà con yên tâm mình mua máy mình máy nổi cho bãi tân bình sử dụng nha. Nó không cọc, bảo hành 6 tháng, được kiểm tra hàng trước khi thanh toán luôn, thì quá im rồi bà con. Đó, đặc biệt máy bên đây máy nổi cho bãi tân bình đã cho thợ kiểm tra nổ ok đàng hoàng, rửa ráy sạch sẽ mới bán cho bà con ha. Đó, bởi vì bà con cứ yên tâm. Còn khi bà con mua máy mình sẽ bao tiếp tận nhà cho bà con, rồi chẳng kèm cho bà con một chai nhớt và một tiếp mở mua ghi. Đối với cái thùng xăng sắt này thì máy nổi cho bãi tân bình chỉ bao cho bà con là không xét lốp và không lủng bình xăng. Còn vàng úa úa thì phải có nghe bà con, bởi vì dòng máy người ta đã xài rồi, Nhật Bản ta đã xài rồi thì Việt Nam mình xài lại nên không có đẹp giống như mới được, bà con thông cảm ha. Đó, cái bưng diện đó, cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là khi mình gửi máy cho bà con mình sẽ đổ xăng ra ha, đổ nhớt ra hết, đổ xăng hết, bà con về nhớ đổ nắp, đổ nhớt bằng mặt nắp nhớt cho máy nổ cho bãi tân bình ha. Nó rồi đổ đây lít xăng rồi test máy nổ là mình nhận máy ha. Đó, rồi bây giờ test máy nổ cho bà con tham khảo luôn. Con này á là đặc biệt bữa nay máy nổi cho bãi tân bình sẽ lên cho bà con á, con này là con anh N ha, bữa nay là lên tới cho bà con anh N, con này là anh N16 nè. Đó, con này hiện tại mình đang bán cho bà con với giá là 2.800.000. Đó, GA Yanma giá 2.800.000. Đó, máy cực kỳ vip ha. Đó, anh N16 giá 2.800.000. Bà con mua máy thì bà con nhớ dùng cho máy nổi cho bãi tân bình là cái mã số ha, đọc cho mình cái mã số anh N16 giá 2.800.000 ha. Để ông ta quên thì gửi máy cho bà con mới lộn tới lộn lui, khó khăn lắm nha bà con. Rồi bây giờ tới ba con
Robin. Đó, AK25 ha. Đó. Đây. Đó, dòng máy lớn nha. Đó thì bà con mình bỏ ngày cũng hỏi nhiều nè. Hỏi với anh em máy nổi chứ phải thành bình. À, được về mấy con này ha. Con này là combo cò OHV ha. Cò OHV chụp dịch ghi áo ghi nè. EH25. Nó Robin. EH25 thì con này là nó là 8 ngựa rưỡi nha bà con. Nó dòng vua của nó là 2000 ha. Đó, đây đồ đạc là zin đét hết trơn ha. Máy rất là đẹp luôn nha bà con, cực kỳ đẹp ha. Lốc bóng giòn luôn nè. Con này là cốt chuyền tua chậm, con này hiện tại đang xài cốt 25. Đó, xài cốt 25. Đây, bô lửa đen quyền ha, đồ zin toàn tập ha. Đó, bình xăng là Mikini model da băng luôn nè. Đóng chữ mua Mikini cho này luôn ha. Boe zin luôn, EH25. Đó, con này là máy lớn nè bà con, về sử dụng chạy xuồng, chạy sông, kéo đồ lớn rồi ha, kéo máy xới rồi thì hết sảy con 7 luôn. Đó, cực kỳ vip. Dòng đời con này nó chạy IC nha bà con, chứ không phải chạy dính lửa ha. Cò nó là cò OHV ha, cò chứ không phải chạy con đời OHV là chạy cò ha. Đó, ở bên chạy cò dòng này nó rất thịnh hành trên thị trường nha bà con, rất là bền, rất là nhạy chạy luôn ha. Dòng này cực kỳ vip luôn nè. Quá đẹp. Đó, bây giờ mình test nổ cho bà con coi cái cây. Đó, đây kéo cái ga lên, này kéo ga, đóng le lại. Đẹp. Diễn nhờ đặc biệt coi cái bình thùng xăng trong cho bà con nè. Ui cái thùng xăng con này thì giống như bao nhiêu mới luôn nè bà con, giống như bao nhiêu chưa xài luôn ha. Trên này có báo xăng nó còn luôn nha bà con, báo xăng còn luôn, thùng xăng như mới báo xăng còn. Con này là EX25. Đó, con này là Robin ha. Rồi, con này là EX25 Robin ha. Con này thì mình bán cho bà con cái giá cũng rất là mềm luôn. Đó, dòng máy lớn nha. Rồi, nó con này thì mình lên cái giá cho bà con mình tham khảo luôn ha. Con này là anh nào 17. Con này hiện tại đang bán cho bà con cái giá là 3.200.000. Đó, bao ship tận nhà luôn ha. Bao ship tận nhà cho bà con ngồi ở nhà thôi. Cứ lên cái ngồi ở nhà, nhấc cái máy lên là điện cho máy nổi chứ phải tình mình qua số điện thoại là 0944464963. Số đó bà con có quên trên là có ha. Đó, rồi tiếp theo cũng là ba con của mình nhau ha. Có cái là cái màu thì nó khác nhau, chúng ta còn hai con màu xanh một con màu đỏ nè ha. EH25 còn OHV Rubin nén nhỏ nè. Đó, đời con này là Rubin ha. Tokyo Best Japan. Đó, đúng gốc máy Nhật luôn, chụp giật zin áo zin bình xăng zin ha. Đó, tem lốc trắng như mới, cốt chuyền tua chậm dòng tua 2000. Cốt 25 lốc đẹp như mới ha. Đó, bô lửa zin. Boe zin, bình xăng là Mikini model Japan ha. Nó khóa xăng zin luôn, nói chung là con này thì zin đét hết. Con này là 8 ngựa rưỡi ha, cốt chuyền tua chậm coi. Cách nổ cái cây. Máy chạy rất là ok nha bà con. Máy là kéo nhẹ chạy ha, dòng máy lớn chạy tiếng hòm dữ lắm, hòm nghe bà con tiếng cực kỳ mạnh. Con này là anh là 18 nè. Đó, con này hiện tại mình đang bán cho bà con cũng có giá là 3.200.000 ha. Con này mà bà con mình về đấu một cái vàng cầu. Đó, đấu một cái vàng cầu. Đó, mình làm cái vàng cầu cái mình để nó vô ha, mình chạy bơm nước vuông rồi này kia, bơm nước đìa này rất là ok luôn bà con. Quá quý bạn. Rồi tiếp theo là cái con cuối cùng. Đó. Đó, con này là con Rubin ha. Cũng là 8 ngựa rưỡi luôn, EH15 nè, 8.5 HP. Con này có đóng 8.5 HP rồi bà ha, EH25 nè. Nó còn OHV nha bà con, còn V đó, rồi nó kêu một còn V đó, tem toàn cầu ha. Đó, đặc biệt con này cốt chuyền tua chậm luôn, ba con cốt chuyền tua chậm hết ha. Đó, con này dòng tua 2000 nè. Đó, mình xăng điện quá kem này, cốt 25 ha. Đó, lốc rất là đẹp luôn ha, cốt chuyền tua chậm, bô lửa đèn quyền luôn, rất đẹp luôn. Boe zin đét này, mình xăng là Mikini model da băng này ha. Đó, mấy con kia thì mình giới thiệu rồi, cái con này mình quay sơ lược bên ngoài cho bà con coi hình thức bên ngoài thì bà con tự coi giùm máy nổi cho phải thanh bình ha. Máy nổi cho thanh bình chỉ bao cho bà con là đồ zin 100% thôi. Rồi test nổ ra. Máy kéo nhẹ chạy ha bà con. Đó, ra khi thì nhuyễn nhờn luôn, quá whip. Rồi, cũng lên mã số tiếp cho bà con luôn rồi, con anh nào 19. Con này cũng đang bán cho bà con cái giá là
3.200.000 ha. Đó, nói chung ra là máy này thì cái đồng giá thì bà con mua thì bà con nhớ dùng cho mình lựa chọn cho máy, lựa chọn cái con nào mà vừa ý mình á thì bà con nhớ dùng cho máy nổ Nhật Bản Thanh Bình là cái mã số ha, N19, N18, N17 gì đó, thì nói chung là ba con một loại một. Thì bà con mình mua máy á, bà con nhớ dùng cho máy nổ Nhật Bản Thanh Bình đó là cái mã số ha. Đó, nhớ dùng cho máy nổ Nhật Bản Thanh Bình cái mã số, mình coi thấy cái mã số nó con nào chứ muốn chọn con xanh thì cái mã số con xanh, mà con đỏ thì mã số con đỏ, để thôi nó vừa nó đồng giá nha bà con. Đó rồi, bà con coi like thấy hay thì cho máy nổ Nhật Bản Thanh Bình xin một like và một lượt đăng ký kênh nha bà con. Còn đăng ký kênh thì mình bán cái dòng máy này rất là nhiều. Đó, máy Nhật Bản rất là nhiều. Từ dòng máy nghi địa Nhật Bản từ 3 ngựa rưỡi, 4 ngựa, 2 ngựa, 4 gì đó tới 8 ngựa, 12, 13 ngựa có đủ các bà con. Đó, mình đăng ký kênh thì mình theo dõi thì mình chọn con máy nào ưng ý thì mình chốt các bà con. Đó, và máy nổ Nhật Bản Thanh Bình xin chào bà con, hẹn lại bà con trong live sau các bà con.